Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình của Á Châu, Thái Bình Dương. Quý vị, ngày thứ Bảy vừa rồi là Trung Quốc chính thức ra lệnh là bất kỳ một tàu nào di chuyển ở khu vực Biển Đông đều phải thông báo cho Trung Quốc biết. Còn nếu không, lực lượng hải giám của Trung Quốc có quyền bắt giữ chiếc tàu này lên tới 60 ngày. Và đồng thời nó cũng lặp lại một cái luật trước đây là Trung Quốc có thể nổ súng vào chiếc tàu đó nếu như Trung Quốc cho rằng là vi phạm vào cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Và quý vị, ngay sau khi Trung Quốc đưa ra cái sắc luật này thì nhiều quốc gia láng giềng có tranh chấp đã lên tiếng phản đối và không thừa nhận cái sắc lệnh này của Trung Quốc. Và chuyện gì xảy ra quý vị? Ngày hôm nay thứ Hai thì đã có biến cố xảy ra. Đó là một chiếc tàu tiếp tế của Philippines đã đụng vào một chiếc tàu của Trung Quốc ngay trên bãi cạn Second Thomas Show, nơi được xem là đang có sự căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc. Như vậy, câu hỏi đặt ra là liệu mà cái cuộc đụng độ này có thể dẫn tới một cái cuộc xung đột ngắn hay xung đột dài trên Biển Đông hay không, và nó sẽ bùng nổ trước khi mà Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan. Quý vị, chúng ta đi vào phân tích xem coi cái chuyện gì đã xảy ra trên Biển Đông trong ngày hôm hôm nay, quý vị, tính theo giờ của địa phương. Quý vị, Trung Quốc quy trách nhiệm cho phía Philippines là cho việc đụng tàu trên khu vực Biển Đông, nơi mà Manila nói rằng đây là một cái sự lừa đảo. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì một chiếc tàu của Trung Quốc và một chiếc tàu tiếp tế của Philippines đã có cuộc đụng độ ở ngay khu vực tranh chấp trên quần đảo Trường Sa vào ngày thứ Hai. Và lực lượng hải giám Trung Quốc nói rằng đây là một cái dấu hiệu cho thấy là có sự gia tăng trong cái báo động trong vấn đề tranh chấp về lãnh hải. Lực lượng hải giám của Trung Quốc nói rằng tàu tiếp tế của Philippines đã đi vào khu vực ở cái bãi cạn gọi là Second Thomas Show, và trong đó nằm ở trên quần đảo Trường Sa là một phần mà được xem là đang có sự tranh chấp của một số quốc gia. Và lực lượng Philippines đã lên tiếng gọi lực lượng hải giám Trung Quốc bản báo cáo này là hoàn toàn lừa đảo và có tính chất gọi là hướng dẫn sai lạc. Lực lượng hải giám của Trung Quốc nói rằng trong bản statement trên mạng xã hội WeChat, Philippines đã cố tình bỏ mặc tất cả những cái lời cảnh báo của Trung Quốc và có sự tiếp cận một cách nguy hiểm với tàu Trung Quốc trong lúc mà di chuyển một cách thiếu chuyên nghiệp, và kết quả là một cái cuộc đụng tàu tại đây, và Philippines đã phải chịu trách nhiệm cho việc này. Đây là phía Trung Quốc đưa ra. Tại Manila thì giới quân sự của Philippines nói rằng họ không thảo luận tất cả những cái chi tiết về cái tính chất pháp lý của họ ở trên cái việc mà cung cấp cái nguồn tiếp tế cho khu vực của bãi cạn này. Tuy nhiên, nó nằm trong đặc vùng kinh tế của chúng tôi, và Philippines gọi là đây là bãi cạn, và trong đó lực lượng hải quân của Philippines đã vẫn vận chuyển tất cả thực phẩm và y tế và còn các nguồn cung cấp khác cho cái lực lượng trú đóng của họ trên cái trạm đóng quân ở tại khu vực này. Và chúng tôi sẽ bác bỏ tất cả những cái lời lừa đảo và hướng dẫn sai lạc của phía lực lượng hải giám Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của phát ngôn quân sự là tư lệnh có tên là Sir Seth Trinidad đã cho biết như trên. Và vấn đề hiện nay là sự bất hợp pháp hiện diện của lực lượng hải giám Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và đây là chủ quyền của chúng tôi. Và việc này tiếp tục vẫn có những hành động hung hăng từ phía lực lượng hải giám của Trung Quốc, tức là CCG, đang gia tăng căng thẳng tại khu vực. Và Philippines cho biết bãi cạn này là nằm trong dưới 200 hải lý, tức là 370 km, nằm trong từ bờ biển của họ, thuộc đặc quyền kinh tế của họ theo cái thừa nhận của quốc tế, và dựa trên một phán quyết năm 2016, trong đó nói rằng việc Trung Quốc gia tăng cái việc mà họ quy trách nhiệm là Biển Đông là của họ dựa trên cái lịch sử là không đúng. Và một số những biến cố đã xảy ra trong những tháng vừa qua trên bãi cạn này, nơi mà Philippines vẫn tiếp tục duy trì cái trạm đóng quân của họ trên chiếc tàu rỉ sét có tên gọi là BRP Sierra Madre, đã được kéo vào đây từ năm 1999 và được xem là một tiền đồn về chủ quyền của Philippines. Và trong đó thì Trung Quốc lại gia tăng rất nhiều những hành động được xem là áp lực về chủ quyền trên Biển Đông, và dẫn tới hàng loạt các cái cuộc gọi là xung đột với nhiều quốc gia ở khu vực, trong đó đặc biệt là Philippines và Việt Nam.
và một cái luật mới Trung Quốc đã đưa ra có hiệu lực vào ngày thứ Bảy, và phía Trung Quốc cho biết lực lượng hải giám của họ có thể bắt giữ các tàu mà họ cho rằng đi vào cái lãnh hải của Trung Quốc một cách bất hợp pháp và có thể giữ các cái giam giữ những thủy thủ này lên tới 60 ngày. Và luật này cũng nhắc lại một cái luật năm 2021 nói rằng lực lượng hải giám Trung Quốc có thể nổ súng vào bất kỳ một chiếc tàu nào nếu cần thiết, và có ít nhất là 3 quốc gia đã bác bỏ cái luật này của Trung Quốc, trong đó gồm có Philippines, Việt Nam và Đài Loan. Và họ nói rằng họ sẽ không thừa nhận cái luật này. Vùng lãnh hải tranh chấp này được xem là nơi có thể dẫn tới một cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ nói rằng họ có một cái hiệp ước với Philippines và có sự đối đầu quân sự. Phía Washington đây đã đưa ra và nói rằng đây là cái khu vực được xem là mậu dịch trên toàn cầu và cảnh báo rằng họ sẽ bảo vệ cho Philippines nếu lực lượng của quân sự của Philippines, tàu hoặc là chiến đấu cơ hoặc là máy bay của họ bị tấn công ở tại Biển Đông. Và bên cạnh phía của Trung Quốc và Philippines và Việt Nam và Đài Loan, Malaysia và Brunei đồng thời cũng có can dự vào việc tranh chấp lãnh hải này, và bắt đầu nó trở thành điểm nóng của Á Châu, và nó là một cái cuộc đối đầu lâu dài giữa Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Indonesia cũng đã đối đầu với lực lượng hải giám Trung Quốc đánh bắt cá ở khu vực gần cái khu vực được xem là dầu có rất nhiều nguồn dầu hỏa của họ ở cái đảo gọi là Natuna. Và trong đó thì phía Trung Quốc gần như là đã dùng các cái lực lượng ngư dân quân ngư phủ của họ tìm cách và xâm chiếm khu vực này. Và đây được xem là một điều mà Jakarta nói rằng đây là cái vùng đặc quyền kinh tế của họ. Quý vị, như vậy thì có vẻ như Bắc Kinh đã bắt đầu có những cái hành động gọi là gây hấn và có những cái hành động được xem là hung hăng trên Biển Đông. Quý vị, cái việc đụng độ giữa Philippines và Trung Quốc thì nó diễn ra mấy tháng nay rồi. Quý vị đã thấy Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Philippines, chặn tàu Philippines khi mà họ tiếp tế lương thực và những vật dụng cần thiết cho lực lượng trú đóng của họ ở tại bãi cảng Second Thomas Shoal. Thì quý vị, nó diễn ra trong mấy tháng nay rồi, tức là cái mức độ căng thẳng cũng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, lần này nó tăng thêm một cái bậc bởi vì Philippines đã bắt đầu quyết định cứng rắn hơn. Thì chiếc tàu tiếp tế lương thực của Philippines khi mà họ đi vào trong khu vực của bãi cảng Second Thomas Shoal, Trung Quốc chặn lại và họ tông luôn. Họ tông thẳng vào tàu hải giám của Trung Quốc luôn. Do đó kỳ này Trung Quốc lên tiếng rất là mạnh, quý vị, và họ đổ thừa cho Philippines gây hấn trước. Tuy nhiên thì quý vị, việc này nó xuất phát từ cái luật mà Trung Quốc đã cho ban hành ngay trên Biển Đông trong cuối tuần trước, có hiệu lực ngày thứ Bảy. Tức là bất kỳ một tàu nào di chuyển trong khu vực của quần đảo Trường Sa thì đều phải báo cho Trung Quốc biết. Còn nếu không thì lực lượng hải giám của họ có thể tiếp cận bắt giữ chiếc tàu này và bắt giữ các thủy thủ giam giữ lên 60 ngày. Đây là cái luật mà Trung Quốc đưa ra, và đồng thời nó nhắc lại cái luật năm 2021 là Trung Quốc tuyên bố sẽ sẵn sàng nổ súng trên Biển Đông. Thì quý vị, việc này cho thấy rằng là Bắc Kinh đã bắt đầu có những cái hành động được xem là gây hung hăng ngoài biển. Và trong đó thì Philippines cũng đã bắt đầu bày tỏ thái độ cứng rắn hơn ở trên mặt biển, và điều này có thể sẽ dẫn tới một cuộc xung đột. Và cuộc xung đột này nó sẽ là cái nguồn cơ xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bởi vì Hoa Kỳ tuyên bố họ sẽ bảo vệ cho Trung Quốc nếu bảo vệ cho Philippines nếu như các tàu quân sự, các tàu dân sự, các máy bay mà bị uy hiếp, bị tấn công ở trên cái lãnh thổ tranh chấp này. Quý vị, đó là cái bản tin. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần phân tích xem. Trước khi vào phân tích thì chúng ta xem sự gọi là chính đáng của Philippines so với Trung Quốc như thế nào. Bởi vì bãi cảng Scarborough nằm trong vòng 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Philippines. Quý vị, chúng ta mở bản đồ lên. Tôi đánh cái chữ Second Thomas Shoal là ở đây. Thì quý vị nhìn thấy trên đây là chiếc tàu chiến cũ của Hoa Kỳ bị đắm ở trên Thái Bình Dương vào đệ nhị thế chiến. Và năm 1999, Philippines đã kéo chiếc tàu này vào trong bãi cảng Second Thomas Shoal. Và nơi đây là nơi được xem là trú đóng của lực lượng binh sĩ Philippines để khẳng định chủ quyền ở đây. Và quý vị, chấm đỏ này chính là bãi cảng Second Thomas Shoal. Quý vị thấy chữ Spratly Island, tức là quần đảo Trường Sa. Thì quý vị, Second Thomas Shoal là cái màu đỏ nằm ở đây. Thì quý vị thấy rõ ràng thì nó nằm cách cái bờ biển của Philippines là Palawan. Quý vị, đây là Palawan. Ok quý vị, là trong vòng 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Philippines. Và quý vị, nếu mà chúng ta rung ra thì chúng ta thấy rõ ràng thềm lục địa Trung Quốc nằm cách 1.000 cây số. Từ ở thềm lục địa Trung Quốc mà xuống tới đây là 1.000 cây số. Và quý vị thấy rõ ràng đây là rõ ràng là phía Philippines họ bảo đảm cái chủ quyền của họ tại khu vực này. Bên cạnh đó thì quý vị, họ nhắc lại cái khu vực gọi là Rio Island, tức là Natuna. Đây là cái đuôi của Trường Sa và đây là thuộc chủ quyền của Indonesia. Và Indonesia vẫn thường xuyên đụng độ với Trung Quốc ở khu vực này. Và quý vị, khu vực ở biển này là cái khu vực chạy xuống đây là nơi có rất nhiều những cái nguồn dầu hỏa, và lực lượng ngư phủ của Trung Quốc thì
thường xuyên có mặt từ ở Hoàng Sa kéo dài xuống tới Trường Sa. Thì quý vị, đây là khu vực Trumbo, thì quý vị sẽ thấy những cái chấm rất là nhiều. Quý vị thấy những cái chấm xanh á, rất là nhiều. Những chấm xanh này tức là những cái đảo nhỏ. Đây là một trong những cái biến cố xảy ra mới nhất và diễn ra vào ngày hôm nay thứ hai. Như vậy, thứ nhất là chúng ta tìm hiểu lại khu vực của Biển Đông. Thứ hai là liệu cái cuộc mà gọi là đối đầu gay gắt này có thể dẫn tới một cuộc xung đột hay không, và cuộc xung đột này xảy ra trước Đài Loan hay không? Có thể. Bởi vì bây giờ quý vị, sự thay đổi chính phủ của Philippines và sự cứng rắn của ông Ferdinand Marcos Jr. so với người tiền nhiệm của ông là Duterte, rõ ràng ông Marcos đã có những cái chính sách rất cứng rắn về chủ quyền, và sự cứng rắn này đã đem đến một cái sự ủng hộ khá mạnh cho ông Marcos. Quý vị, sự ủng hộ đó là từ dân chúng. Thứ nhất là họ thấy rằng ông tổng thống đủ mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia của họ. Và thứ hai, sự mạnh mẽ của ông Ferdinand Marcos Jr. đã mang lại một cái giá trị khá tốt về kinh tế cho Philippines, khi mà Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh đã liên tục đầu tư vào Philippines. Quý vị, do đó ông Marcos có vẻ như sẽ không dừng lại, và đồng thời ông đã tuyên bố là Philippines sẽ quay lại cái hiệp ước đồng minh năm 1951. Năm đó là năm mà thân phụ của ông Marcos Jr. đã ký cái hiệp ước đồng minh với Hoa Kỳ. Trong đó Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ cho đồng minh. Tuy nhiên thì quý vị, cái hiệp ước này đã bị bà Aquino, tức là bà tổng thống của Philippines năm 1992, đã đơn phương hủy bỏ. Bà đơn phương hủy bỏ và bà buộc tất cả lực lượng quân sự Hoa Kỳ phải rút ra khỏi lãnh thổ của Philippines. Và năm 1992 thì toàn bộ lực lượng của Hoa Kỳ tại căn cứ Subic Bay ở tại Philippines gần Manila đã phải rút về Guam và phân phối qua những nơi khác. Gần như là bà Aquino đã cho tu chính bản hiến pháp, trong đó là bà yêu cầu phía Hoa Kỳ phải rút quân. Và tu chính này là không cho quân đội nước ngoài được trú đóng vĩnh viễn trên lãnh thổ của Philippines. Thì quý vị, đó là biến cố của năm 1992. Và rồi thì quý vị, chính Obama đã bác bỏ cái bản hợp đồng này, tức là cái bản thỏa ước này, năm 2012, khi mà Trung Quốc bất ngờ chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines. Thì quý vị, Obama đã tránh né và nói rằng, ồ, chúng tôi bảo vệ cho đồng minh trên khu vực lãnh thổ thôi, không bảo vệ cho đồng minh trên khu vực có tranh chấp chủ quyền. Do đó, Obama đã không can dự vào cái việc mà Trung Quốc đã có hành động diều hâu và đánh chiếm cái bãi cạn Scarborough của Philippines, dẫn tới cái đơn kiện của Philippines. Và năm 2016 thì Philippines đã thắng kiện và phía quốc tế đã bác bỏ cái chủ quyền của Trung Quốc ở trên khu vực Biển Đông. Tại vì theo luật quốc tế UNCLOS năm 1982, đó gọi là UNCLOS, tức là cái luật trên hàng hải. Thì quý vị, theo luật này thì phải tính từ thềm lục địa, từ thềm lục địa ra tới ngoài biển. Thềm lục địa như quý vị không phải là đảo, nó gọi là thềm lục địa, tức là đất liền đó. Thì quý vị, ra tới ngoài biển 12 hải lý, 12 hải lý là lãnh thổ quốc gia. Tức là từ thềm lục địa mà đi ra mặt biển là 12 hải lý là lãnh thổ quốc gia. Và trong vòng 200 hải lý từ thềm lục địa đi ra ngoài thì nó là vùng đặc quyền kinh tế, tức là EEZ. Đặc quyền kinh tế tức là quốc gia đó sẽ quản trị cái vùng biển này. Nhưng chủ quyền thì không phải. Chủ quyền chỉ nằm trong 12 hải lý thôi. Còn cái vùng đặc quyền kinh tế thì quốc gia đó có quyền đánh bắt cá, có quyền di chuyển hàng hải, có quyền kiểm soát tất cả những tàu bè ở trong 200 hải lý này. Tại vì nó thuộc về cái quyền quản lý của quốc gia đó. Tôi tạm gọi cái việc mà gọi cái EEZ này là quyền quản lý mặt biển của quốc gia đó trong vòng 200 hải lý. Quản lý mặt biển thôi, còn hải phận tức là cái chủ quyền là 12 hải lý. Đó là cái UNCLOS năm 1982. Thì quý vị, chúng ta nhìn trên bản đồ, chúng ta thấy rõ là từ Palawan ra tới khu vực của Second Thomaso là chưa tới 200 hải lý, tức là 370 km. Có nghĩa là nằm trong đặc quyền kinh tế của Philippines. Còn thêm lục địa Trung Quốc nằm tuốt ở trên, cách cái khu vực này á 1000 cây số. Có nghĩa là Trung Quốc trên quy tắc và trên cái luật biển UNCLOS năm 1982, Bắc Kinh không có thẩm quyền. Tại vì tất cả cái luật biển đã họ nói rất là rõ ràng là baseline.
baseline, tức là thềm lục địa. Bây giờ quý vị không thể lấy một cái đảo nhỏ hoang ở trên đảo rồi quý vị claim đặc quyền kinh tế xung quanh đó 200 hải lý. No. Quý vị có thể claim chủ quyền trên cái đảo đó, nhưng cái việc mà tính từ cái thềm lục địa, cái chữ baseline này, nó gọi là baseline. Do đó không thể nói là lấy một cái đảo rồi cái từ cái đảo đó bắt đầu vẽ ra cái chu vi 200 dặm đặc quyền kinh tế hay là hải lý thì không đúng. Nếu mà xét trên cái UNCLOS năm 1982, do đó quý vị, tất cả những việc làm của Bắc Kinh đều được xem là bất hợp pháp. Và chính vì lý do này mà năm 2020, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo đã lên tiếng là ông bác bỏ chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc. Ông lên tiếng bác bỏ, nói Hoa Kỳ không thừa nhận cái chủ quyền này. Thì quý vị, các quốc gia có tranh chấp đều bác bỏ hết. Thì quý vị thấy là những quốc gia có tranh chấp, kể cả Việt Nam, Malaysia, rồi Brunei, Đài Loan, kể cả Indonesia. Indonesia không có tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa, nhưng họ có một loạt những cái đảo nhỏ ở cái khúc dưới cái đuôi của Trường Sa, nó gọi là Natuna. Thì đây là thuộc đặc quyền kinh tế và chủ quyền của phía Indonesia. Thì quý vị, họ đã phản đối cái này. Có nghĩa là Bắc Kinh về mặt gọi là đối đầu trên biển, Bắc Kinh không có tư thế về pháp lý. Ngay cả Hoàng Sa họ đánh chiếm của Việt Nam một cách bất hợp pháp rồi. Thì quý vị, coi như Bắc Kinh không có một cái tư thế pháp lý nào ở quần đảo Trường Sa cả, vì nó nằm ở phía nam ở dưới Philippines, Việt Nam, Brunei. Thì những quốc gia này claim được là vì họ xúc cái quần đảo Trường Sa này trên dưới 100 đảo khác nhau. Và mỗi một quốc gia chiếm lĩnh một số đảo. Thì cái sự tranh chấp giữa Philippines, Việt Nam, Brunei hay là Malaysia thì hợp lý, là bởi vì những quốc gia này nó nằm sát ngay bờ biển Trường Sa, ngay cái khu vực của Biển Đông. Tức là cái khu vực này, nếu mà chúng ta xét về thềm lục địa, thì rõ ràng quý vị, Bắc Kinh không có tư thế về pháp lý. Nhưng mà Bắc Kinh vẫn viện cớ là lịch sử của họ chứng minh. Lịch sử nào chứng minh đây quý vị? Lịch sử nào mà chứng minh chủ quyền của Trung Quốc đây? Họ nói lịch sử về là người dân ngày xưa của họ có mặt ở đây. No. Nếu mà nói như vậy thì quý vị, một, coi như là chúng ta phải claim lại chủ quyền trên lãnh thổ Trung Quốc luôn. Nếu mà đi theo cái hướng gọi là Trung Quốc, gọi là lịch sử này đó, thì chính họ chiếm đất của chúng ta. Hai đất Quảng Đông và Quảng Tây là thuộc của Bách Việt và của Việt Nam, đâu phải của Trung Quốc. Do đó quý vị không thể dựa trên yếu tố lịch sử được. Nếu mà dựa trên yếu tố lịch sử là coi như lúc vị phải xẻ lại cái bản đồ từ thời quân chủ xa xưa 2-3 ngàn năm. Nếu mà đi thật sự, đi về lịch sử. Do đó cái claim của Trung Quốc tôi gọi là không có chủ quyền và không có yếu tố pháp lý. Tức là Bắc Kinh bựa tới mức như vậy. Họ bất chấp cái UNCLOS năm 1982. Miệng thì họ nói là tuân thủ luật quốc tế, nhưng mà trên thực tế họ bất chấp cái căn bản của luật quốc tế năm 1982. Đây rõ ràng là cái hành động gọi là, tôi gọi là lấn lướt của Trung Quốc đối với những nước nhỏ trên Biển Đông. Và quý vị, bây giờ Philippines thay đổi cái phương pháp tiếp cận. Tức là họ không đóng vai một nạn nhân nữa. Từ trước tới giờ quý vị, các biến cố xảy ra trên Biển Đông, ở bãi cạn Second Thomas Shoal hay là ở bãi cạn Scarborough, thì chúng ta thấy rõ ràng Philippines đóng vai là một quốc gia nạn nhân, luôn bị ăn hiếp bởi Trung Quốc. Họ xịt vòi rồng, họ chặn tàu. Tất cả những hình ảnh này chúng ta đã nhìn thấy. Nhưng mà cách đây vài tháng, trước khi mà ông Ferdinand Marcos Jr. có cuộc hội thảo với lại Thủ tướng Nhật là ông Fumio Kishida và ông Joe Biden ở tại Hoa Kỳ, thì quý vị, ông Ferdinand Marcos Jr. nói rằng chúng tôi sẽ thay đổi cách tiếp cận, tức là approach ở khu vực này. Thì quý vị, bây giờ thì Philippines cương quyết cả dân sự lẫn quân sự. Về mặt dân sự thì người dân của Philippines đã bắt đầu đích thân họ mướn tàu, họ đã lấy tàu đi ra bãi cạn Second Thomas Shoal để tiếp tế cho binh sĩ ngoài này. Tức là đây là những tàu dân sự, những nhà hoạt động của Philippines. Bên cạnh đó, lực lượng quân sự, tức là lực lượng tuần duyên của Philippines phối hợp với hải quân Philippines vẫn tiếp tục hiện diện khu vực này, bất chấp cái lệnh của Trung Quốc. Bắc Kinh rõ ràng đang muốn khiêu khích cuộc chiến ngoài này. Do đó quý vị, họ mới áp đặt cái luật là các tàu di chuyển khu vực này phải thông báo cho Trung Quốc, còn nếu không sẽ bị bắt giữ lên tới 60 ngày.
và thậm chí họ cho tái lập lại cái luật mà cho phép tàu Trung Quốc được nổ súng vào các tàu di chuyển tại đây. Thì quý vị, biến cố này mới xảy ra ngày hôm nay. Thì có lẽ trong một vài ngày nữa, Hoa Kỳ sẽ chính thức thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc. Có nghĩa là lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ, lực lượng hải quân của Hoa Kỳ, các khinh hạm, khu trục hạm, thậm chí là hàng không mẫu hạm sẽ có mặt tại đây trong một vài ngày tới. Sẽ có mặt tại đây để thách thức chủ quyền của Trung Quốc và đồng thời bắt đầu bày tỏ cái thái độ cứng rắn bảo vệ cho Philippines. Đây là cái biến cố mới nhất xảy ra. Và cái biến cố này tôi cho rằng nó có thể dẫn tới cuộc xung đột. Tại vì sau biến cố này thì Philippines vẫn tăng cường cái sự hiện diện của họ tại đây. Không những về mặt dân sự mà cả về mặt quân sự nữa. Quý vị thấy cuối tuần qua thì dân chúng ở Manila họ đã biểu tình chống Cộng sản Trung Quốc về cái luật này. Họ đốt cả hình nộm của Tập Cận Bình ngay trước tòa lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc ở tại Manila. Có nghĩa là quý vị, người Philippines bây giờ cái tinh thần dân tộc họ khá cao. Họ tập trung rất nhiều vào cái khu vực của Biển Đông và khu vực Trường Sa. Thì quý vị thấy Trung Quốc không dừng lại. Bắc Kinh dường như là thấy cái lửa nó bắt đầu áp tới rồi. Và cái nội bộ của họ có vẻ như đã bắt đầu có lũng củng. Đã bắt đầu có lũng củng do những cái sắc lệnh từ Âu Châu và từ Hoa Kỳ. Thứ nhất là Hoa Kỳ, tôi đã nói quý vị, Tập Cận Bình đang đem cái xe điện, các cái solar panel, tức là thái dương điện, và kể cả cái nguồn cung cấp về các cái loại xe điện này, cũng như là thái dương điện này, là một cái nền kinh tế chủ lực cộng với AI, tức là trí tuệ nhân tạo, làm cái nền kinh tế chủ lực để cho Trung Quốc thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế. Và chính Tập Cận Bình ra mặt tài trợ cho những cái công ty này, tức là Tập Cận Bình lấy năng lượng xanh làm nền kinh tế chủ lực. Thì quý vị, kết quả Joe Biden áp thuế 100% lên tất cả các mặt hàng xe điện, bình điện của Trung Quốc. Áp thuế 25% lên tất cả các dụng cụ y khoa của Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì Âu Châu vừa mới thông qua tuần trước là họ áp thuế lên 38.1% với các mặt hàng xe điện và bình điện của Trung Quốc. Có nghĩa là quý vị, bây giờ Âu Châu và Hoa Kỳ đang tác động rất mạnh. Và tuần trước thì phía của khối G7 mới nhóm họp xong và họ lên án các công ty của Trung Quốc có một thái độ bất công mậu dịch. Và Trung Quốc đã gián tiếp hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời cảnh cáo tất cả các ngân hàng của Trung Quốc là không nên giúp cho Nga tránh lệnh cấm vận của Âu Châu với phía của Nga. Thì quý vị, tất cả những cái áp lực này từ bên ngoài bắt đầu siết chặt lại thì nó khiến cho nội bộ Trung Quốc bị lũng củng. Nội bộ của Cộng sản Trung Quốc bây giờ đang bị lũng củng. Tức là cái phe mà muốn làm ăn với Tây Phương, họ không muốn cứng đắn quá và họ muốn chậm lại một chút xíu. Nhưng cái phe diều hâu, tức là cái phe nắm quyền quân đội tại Trung Quốc, thì họ muốn cứng đắn. Đặc biệt là cái việc mà nhận chức của ông tân Tổng thống Đài Loan, Lai Ching-te. Và tuần trước thì Lai Ching-te đã có cuộc phỏng vấn với tờ Time Magazine và ông cũng khẳng định cái chủ quyền của Đài Loan. Thì quý vị, có nghĩa là nội bộ Trung Quốc đang đối diện với nhiều thách thức. Thứ nhất là cái kinh tế của họ, và trong tuần này thì Trung Quốc bắt đầu nhóm họp cái bộ chính trị của họ và nội bộ đảng của họ trong tuần này. Và họ đã gửi một cái thông báo ra cho các cái cán bộ đảng viên là không được phép chỉ trích cái chính sách kinh tế. Có nghĩa là Bắc Kinh đang quyết tâm sử dụng cái AI, trí tuệ nhân tạo, cái hệ thống phát hành xe điện và các cái bình điện cũng như là cái solar panel, tức là cái thái dương điện, để mà làm cái kinh tế chủ lực của họ xuất cảng. Nhưng bây giờ bị Hoa Kỳ và Âu Châu chặn. Chặn thứ nhất là họ đánh thuế và Hoa Kỳ và Âu Châu mới chỉ là bước khởi đầu. Tới những quốc gia khác bắt đầu bảo hộ cho cái kỹ nghệ công nghiệp của họ, Ấn Độ, rồi Thái Lan, rồi Philippines, rồi Malaysia, Indonesia vân vân. Họ sẽ giới hạn việc nhập cảng các cái xe điện bình điện của Trung Quốc. Và quý vị, bây giờ Bắc Kinh đang tìm cách phát triển về AI. Họ muốn đi trước Hoa Kỳ về phát triển AI. Nhưng cái cốt lõi của AI là cái hệ thống video card và chip điện tử, tức là semiconductor. Thì bây giờ Hoa Kỳ siết hết. Hoa Kỳ siết toàn bộ tất cả các kỹ nghệ semiconductor, tức là cản đường Tập Cận Bình sử dụng AI
làm nền kinh tế chủ lực. Do đó, gần như là bây giờ tất cả các cái đường hướng kinh tế của Trung Quốc để thoát khỏi cơn khủng hoảng lần này đã bị chặn. Và bây giờ, chính vì vậy mà bây giờ phía của Đài Loan thì bây giờ Hoa Kỳ đặt căn cứ ở phía bắc Philippines và đặt các bệ phóng hỏa tiễn tầm trung ở phía bắc của Philippines. Tức là quý vị thấy là ở rất gần với lại phía của Đài Loan. Đây là quý vị, ở trên đây chúng ta thấy phía bắc của Philippines. Toàn bộ khu vực này là cái eo biển Bashi Channel giữa Philippines và Đài Loan. Thì Hoa Kỳ đang có những cái bệ phóng hỏa tiễn tầm trung ở đây, có thể bắn thẳng vào thềm lục địa của Trung Quốc. Thì quý vị, rõ ràng là Hoa Kỳ đã tăng cường cái khả năng kiềm chế cho Đài Loan. Rồi Nhật Bản cũng chuyển 3 dàn Patriot gần lãnh thổ của Đài Loan. Có nghĩa là Bắc Kinh muốn nuốt Đài Loan, muốn sử dụng cuộc chiến này để giải quyết chuyện nội bộ không phải dễ dàng. Do đó, họ áp đặt cái luật trên Biển Đông. Mục đích là chuyển cái lửa đó xuống Biển Đông. Nếu có bùng nổ một cuộc xung đột thì sẽ xảy ra ở Biển Đông. Bởi vì ở Biển Đông có lợi hơn ở Đài Loan. Có lợi cho Bắc Kinh hơn ở Đài Loan. Nó xa thêm lục địa của họ. Còn ở Đài Loan là sát thêm lục địa của họ. Do đó quý vị, tôi nghĩ rằng lần này Bắc Kinh đang muốn khiêu khích một cuộc xung đột quân sự tại Biển Đông. Và điều này nó cũng tác động với cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ sắp tới tháng 11. Còn vài tháng nữa thôi. Do đó quý vị, họ ra sức tác động. Tức là họ ép cái khu vực này ở trong cái giai đoạn có tranh chấp chủ quyền. Và tôi nghĩ rằng cái mùi thuốc súng trên Biển Đông nó bắt đầu nặng nề. Và có thể nặng nề hơn eo biển Đài Loan. Bởi vì Bắc Kinh sẽ thử lửa đo lường bằng cuộc chiến trên Biển Đông với Philippines trước khi mà họ nhắm thẳng vào Đài Loan. Bởi vì Đài Loan là cái vị trí chiến lược Bắc Kinh không bỏ được. Nhưng giờ phút này tấn công Đài Loan không có lợi. Hoa Kỳ tăng cường rất nhiều khả năng kiềm chế tại đây. Nhật Bản cũng tăng cường khả năng kiềm chế tại đây. Bắc Kinh chưa chắc làm gì được. Do đó họ khơi cái lửa ở dưới Biển Đông và nhắm vào cái quốc gia có nền quân sự yếu nhất tại đây là Philippines. Do đó quý vị, cái mùi thuốc súng ở tại khu vực này tôi cho rằng là có thể sẽ bùng nổ. Cái mùi thuốc súng tại đây có thể sẽ bùng nổ do cái yếu tố nội bộ của Trung Quốc. Khi mà cái đường hướng phát triển kinh tế của họ đang bị Hoa Kỳ và Âu Châu phong tỏa. Và quý vị, bây giờ thì gần như là những quốc gia có những cái khoáng mỏ đã bắt đầu có thái độ. Từ Trung Mỹ, Nam Mỹ, Argentina qua tới Indonesia. Indonesia đang có khoáng mỏ về cobalt, về lithium. Argentina là nơi có rất nhiều khoáng mỏ về rare earth. Thì bây giờ hai bên này đã bắt đầu cứng rắn với Trung Quốc. Và Bắc Kinh đang dần dần mất quyền kiểm soát về nguyên liệu trên toàn cầu. Và đây là một trong những lý do mà Bắc Kinh muốn khơi mào một cuộc chiến để thoát cái thế kèm kẹp của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Ok quý vị, đó là cái bài Houston nhật ký phần 1 của tôi liên quan tới biến cố ngày hôm nay khi mà tàu của Philippines đụng độ với lại tàu của Trung Quốc ngay trên Biển Đông mới nhất sau khi Trung Quốc áp đặt cái luật ở trên biển bắt giữ những tàu nào di chuyển tại đây mà không thông báo cho họ biết với cái mức giam giữ lên tới 60 ngày. Và điều này đã có biến cố xảy ra ngay ngày thứ hai, tức là 2 ngày sau khi luật này có hiệu lực, cho thấy là tình hình khu vực của Biển Đông có thể là sẽ dẫn tới cuộc xung đột đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!